Mến chào các em học sinh khối 7 đến tới với buổi học ngày hôm nay. Bài hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài số 4 ở học kỳ 2. Tên bài sẽ là bài vẽ theo mẫu ký họa. Ở bài này chúng ta có hai phần để chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất đó là phần tìm hiểu về khái niệm ký họa. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách ký họa. Đầu tiên, mời các em cùng tìm hiểu thế nào là ký họa. Và chúng ta cùng xem một số những hình ảnh ký họa từ thực tế của các họa sĩ. Vậy thì như thế nào là ký họa? Ký họa là hình thức vẽ nhanh nhằm ghi lại những nét chính và đồng thời ghi lại cảm xúc của người vẽ về thiên nhiên, cảnh vật và con người. Đây là một số những cái hình ảnh ký họa, minh họa cho chúng ta thấy. Thứ nhất là về phong cảnh. Thứ hai là về con người. Và thứ ba là về thiên nhiên. Thì ở bài ký họa này, chúng ta cũng tìm hiểu luôn cả phần chất liệu thường dùng để ký họa mà các họa sĩ của chúng ta thường dùng. Thứ nhất là bút chì, chúng ta đều biết. Thứ hai là bút dạ, rất là quen thuộc. Thứ ba đó là bút sắt. Thì cái bút sắt này mấy bạn thấy rõ ràng đó là cái ngòi của nó bằng sắt và nó chấm mực vào để vẽ. Thứ tư đó là mực nho. Thứ năm đó là màu nước. Thứ sáu là màu bột. Và cuối cùng đó là màu bột pha sẵn. Thì màu bột nó có hai dạng, một cái là bột chưa pha keo, một cái là màu bột pha sẵn, nó đã pha sẵn keo. Thì thường khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sử dụng dạng màu bột đã pha keo sẵn để tạo cái độ kết dính và tạo cho cái độ bền cho cái tranh vẽ của mình. Chúng ta cùng tìm hiểu sang phần hai la mã, đó là cách vẽ ký họa. Ở phần này, bước đầu tiên chúng ta lưu ý cho cô đó là chúng ta phải quan sát, nhận xét đối tượng muốn vẽ để chúng ta có thể nắm được hình dáng, đường nét, đậm nhạt, đặc điểm của đối tượng đó. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn những hình dáng đẹp, tiêu biểu, điển hình để ký họa. Bước thứ ba sẽ là phần chúng ta so sánh, đối chiếu để ước lượng tỷ lệ kích thước sao cho cân đối và gần giống với lại vật mẫu. Và cuối cùng chúng ta sẽ vẽ nét chính trước, rồi sau đó chúng ta mới vẽ nét chi tiết cụ thể sau. Và chúng ta cùng xem đây là các bước chúng ta thực hiện một cái bài vẽ ký họa dáng người. Đây là một cái tư thế. Chúng ta thấy là chúng ta sẽ vẽ phát khung xương trước để bắt dáng. Và xem luôn cả cái phần vai của cái bạn này hơi nghiêng. Hai tay cũng vậy, tay trên, tay dưới. Chân cũng vậy, chân dang rộng ra. Và sau đó chúng ta mới thực hiện cái phần bước thứ hai là phần gọi là đắp thịt. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ vẽ phát quần áo, đắp quần áo vào để nó cho nó ra dáng của người. Và đây là một số những cái hình ảnh về cách vẽ khung xương dáng người. Đứng, đi và múa. Và đây là một số những cái hình ảnh về vẽ phát nhanh một số cái dáng người. Chúng ta biết là ký họa là hình thức vẽ nhanh, cho nên là khi mà muốn vẽ một đối tượng nào đó
Khi chúng ta đã quan sát kỹ rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dáng nào mà chúng ta cho là đẹp nhất và bắt dáng thật nhanh bằng hình thức vẽ phát nhanh hình dáng như thế nào. Và đây chúng ta cùng xem ký họa một số những cái dáng ký họa dáng người với nhiều tư thế, động tác, đi, đứng, ngồi. Và kế bên là hình ảnh mà chúng ta cũng hay thấy trên TV vì dịch Corona, Covid-19. Thì đây là hình ảnh của những ký họa, là hình ảnh của những người mà họ là có kết quả âm tính, họ rất là vui mừng, kể cả đội ngũ y bác sĩ cũng vậy. Và đây chúng ta sẽ cùng tham khảo một số tranh ký họa. Hình thức đầu tiên là ký họa về nhà thờ Đức Bà bằng màu nước. Hình thứ hai là ký họa dáng người đang làm lao động, đang lát. Hình thứ ba là hình ảnh những cái tư thế, động tác đá banh cũng như là ngồi. Hình thứ tư là ký họa về một cái gánh hàng rong bán cho người lao động. Và hình thứ năm là một số những cái dáng đứng, dáng ngồi, quay lưng, hoặc là ngồi chồm hổm, hoặc là ngồi trên ghế. Ở phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các bạn tập quan sát dáng người thân trong gia đình, rồi quang cảnh xung quanh, để tập bắt được những cái dáng đẹp hoặc là những cái đặc điểm của đối tượng mà mình muốn vẽ, để sau này những cái bài vẽ tranh chúng ta sẽ có thêm nhiều cái dáng đẹp hơn, và làm cho cái tranh của mình nó thêm sinh động hơn. Và tiết sau thì yêu cầu các bạn mang đầy đủ dụng cụ học tập như là bút chì, giấy A4, gom, bìa vẽ và kẹp giấy, để chúng ta kẹp giấy A4 vào trong bìa vẽ chúng ta để chúng ta dễ vẽ. Và chúng ta sẽ tập trung ở sân trường để chúng ta thực hành ký họa ngoài trời. Và đây là một số những cái hình ảnh mà thể hiện hình ảnh ký họa ngoài trời mà các sinh viên thường hay đi thực tập ký họa ngoài trời ở các vùng ngoại ô. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe và ăn Tết vui cùng với gia đình.